Ok, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nhé. Thì hôm nay hiện tại mình đang ở đường Mai Thị Liệu, phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh các bạn ạ. Thì ở đây là chùa Phước Hải nha các bạn ạ. Thì hiện tại trong khuôn viên chùa Phước Hải có một cái hồ nuôi cá chê, cá lau kiếng các bạn. Thì cá rất chi là bự. Thì hôm nay mình muốn quay review cái đàn cá này cho các bạn xem nha các bạn ạ. Nếu như những bạn ở Sài Gòn mà nếu như có nhân duyên đi chùa Phước Hải thì chắc các bạn có thể biết cái đàn cá này rồi, các bạn đã thấy rồi. Thì hôm nay mình muốn review cho các bạn xem nha. Đó, trước mặt các bạn đây là cái hồ nuôi cá này các bạn này. Rất chi là nhiều loại cá luôn. Xem. Ở đây có cá rô phi, cá lóc kiếng, có cả cá lóc luôn. Đây các bạn ạ, cái bên này rất là nhiều. Ủa, mình mua đồ ăn nó ở đâu vậy chị? Mua ở ngoài à? Đây coi cá ăn nè. Rồi nó ăn rồi. Rồi con rất là bự luôn nha. Quá trời cá. Cho nó ăn cái nó bù lại à. Rồi nó bù hết lại luôn à. Nhiều một bịch chứ hả chị? 5.000. 5.000 một bịch. Có chứ mua ở đoạn nào em không biết á? À, ở ngoài đường á hả? Em tưởng rồi mua ở trong đây chứ. Ngoài đường. Nhớ bà đó tăng. Đây này, con này rất chỉ là bụi luôn này. Đây này. Theo như mình thấy thì con bự nhất đây chắc phải mười mấy ký thôi. Cá chê á. Đây cho ăn được mà. Hồi nãy bà kia bà mới mua dế cho nó ăn á. Chị ơi. Nhiều cá to lắm. Quá trời, đây mấy chục con. Mình ra mua đồ ăn nữa. Con trắng trắng dưới này, con này là con này có con đen đây này, con đen đây này. Con đen này nè, con đen này chắc phải mười mấy ký quá con này nè. Đó. Quá trời bự luôn. Này con trắng dưới đây này. Đó, con trắng đây này. Con này cũng bự lắm này. Khi các bạn nhìn cái clip có thể thấy nó không bự lắm đâu, nhưng mà nhìn ngoài đời rất là bự luôn nha. Quá trời. Ở đây thì theo như mình thấy thì có 3-4 loại cá này. Có cá chê này, cá rô phi này, cá chép, cá lau kiếng này, rồi là cá lóc này. Nhiều mấy loại cá đó.
nhau kìa. À, theo như mình biết thì bên kia còn cái hồ rùa nữa các bạn ạ. Bên kia có nhiều rùa bự lắm. Để mình dẫn các bạn sang nhé. Đây có nhiều con rùa bự lắm các bạn ạ. Đây mấy con. Nó phát cháy luôn. Trong này là nguyên một đàn luôn. Đó, đây này. Nhiều lắm các bạn ạ, phải mấy chục con đó. Đây là nó đang nằm mới nhỏ đây, nó đang nằm ngáu đây này. Con này đang ăn rau muống này. Đó đây này các bạn có thể thấy có cái con ở trong đó là bự nhất luôn đó các bạn. Còn nó theo mình thấy có khi cả chục ký các bạn ơi. 3-4 con ở trong nó toàn con bự không. Đó đây nè. Hôm nay thì hết hình như rút nước rồi. Mọi khi có nước. Hôm nay không thấy nước. Con này đang ăn nữa nè. Nguyên một đàn ở trong cái hầm này đang còn này các bạn này. Trong cái hầm này có nước ở trong, đang còn nhiều rùa ở trong lắm. Rất chi là nhiều rùa luôn, mấy chục con luôn. Nó đang ăn rau muống này. Quá trời rùa luôn. Mấy con kia nó nằm im, con bự nhất nó thấy nó nằm im. Nó tiếp tục lại với đàn cá nha các bạn ơi. Đấy. Quá trời luôn, toàn con bự không à. Đó, toàn con bự không à các bạn ơi. Mình đúng từ trước giờ mình chưa bao giờ thấy đàn cá chê bự như vậy luôn đó các bạn ạ. Đàn cá chê này siêu khổng lồ luôn. Và con bự con có con theo như mình thấy có con phải kê cả trên chục ký. Đó đây này, như cái con này này. Có nhiều con bự lắm. Thank you.
chùa Phước Hải này thì rất chi là du khách nước ngoài về và vào đây tham quan nha các bạn ạ. Rất chi là nhiều du khách luôn. Trời ơi, con này phải mười mấy ký quá. Đây này. Quá trời, toàn con bự. Nó không có đồ ăn, nó nằm im hết trơn. Nói chung thì mình cũng xin phép kết thúc cái video này đây nha các bạn. Thì mình cũng muốn giới thiệu đến các bạn với một cái địa điểm có rùa và rất chi là nhiều cá chê khổng lồ các bạn ạ. Thì nói chung là ở đây là Mai, đường này là đường Mai Thị Lựu nha các bạn, phường Đa Cao quận 1 nha. Thì mình cũng xin phép kết thúc cái video này ở đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo của mình nha. Nếu như các bạn nào ngày rằm ngày mùng 1 đầu tháng thì nếu như các bạn có thời gian thì chúng ta nên đi đến đây đốt hương và cầu nguyện cho gia đình, cho bản thân của mình nha các bạn. Đó. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết cái video của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo của mình.